Nói thêm một tí về ái tân Giác La Fuaca này. Và sau đi biểu diễn thì rút kinh nghiệm anh ạ. Ăn mặc cái chỉnh chu tí. Trước em mặc thế nào cũng được, nhưng mà giờ truyền thông người ta để ý rồi. Ăn mặc anh xinh là tím vàng cũng được, nhưng mà là sao đừng mặc cái bộ Trung Quốc này anh nha. Anh cứ mặc vua đấy, anh mặc vua bên Thái Lan hoặc vua Nhật Bản thôi. Vua tàu là dở anh ạ, nhá. Vua tàu là giả rồi, Việt Nam mình cũng ưa đâu anh nhá. Là sao mặc cả bộ Thái Lan hoặc cả bộ Hoàng gia Tây Ban Nha cũng được anh nhá, rút kinh nghiệm. Em là em quý anh, tôn trọng anh, không phải là em gì đâu, nhưng mà thấy anh hơi lố bịch một tí là em cũng phải nói. Thấy anh khai xưa này tôn trọng anh Phú, thích phong cách anh Phú hạ hò. Anh chưa anh em mặc mấy bộ Aladdin cái đần thần xanh đỏ tím vàng nó hay, nhưng mà cái bộ vua này nó hơi ấy phạm úy. Thứ hai là đời vua Càn Long Mán Thanh Khang Hy nó chết rồi, anh mặc cái này nó hiện hồn và nó vật anh ấy, bóp cổ anh ấy.